Tối ngày 26 tháng 3 tại Hồng Kông, Trung Quốc, tạp chí Asia Money đã vinh danh Vietinbank với giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về quản lý dòng tiền 2017. Vietinbank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này từ Asia Money. Đại diện Vietinbank tham dự lễ trao giải có bà Trần Thị Minh Đức, giám đốc khối vận hành, hàm phó tổng giám đốc Vietinbank, bà Tống Hải Yến, trưởng phòng thanh quyết toán vốn kinh doanh Vietinbank. Asia Money là tạp chí kinh tế tài chính chuyên sâu hàng đầu tại châu Á, ra đời từ năm 1989, thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu Euromoney Institution Investor PLC. Tạp chí Asia Money phát hành rộng khắp tại hơn 100 quốc gia với đối tượng độc giả chủ yếu là lãnh đạo cấp cao các tập đoàn tài chính, ngân hàng trên toàn cầu. Giải thưởng do tạp chí Asia Money bình chọn là hệ thống giải thưởng danh giá trong ngành tài chính ngân hàng nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính hàng đầu tại châu Á. Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về quản lý dòng tiền 2017 một lần nữa khẳng định uy tín của Vietinbank trong vai trò là ngân hàng cung cấp sản phẩm thanh toán và quản lý dòng tiền tốt nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định chất lượng vận hành xuất sắc và giá trị dịch vụ mà Vietinbank cung cấp cho khách hàng. Sự đánh giá cao của các nhà lãnh đạo ngành tài chính ngân hàng châu Á đối với Vietinbank là cơ sở quan trọng để các khách hàng doanh nghiệp cũng như các định chế tài chính tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.